Ừ rồi, chúc vui vẻ nha. Em chứ. Dạ. Dạ, thôi cô vô nhà đi. Thôi. Dạ con ạ. Đây là trên bàn thiền này nha bà con. Rồi, thôi con về nha con. Chào mừng các bạn đã đến với Người Gò Công. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay nè, em mới chất gạo lên trên cái kết đỏ em nè. Đây cho mọi người coi kỹ nha. Khẩu trang và một hộp nguyên sủi vitamin C. Đó. Thì hôm nay em chuẩn bị được 16 phần để đi đến với chỗ ấp chợ bến xã Bình Ân nha. Rồi con, ba con là Định Thanh Bình phải không? Định Thanh Bình. Rồi bây giờ nha, chú có phần quà nè, gạo với ít khẩu trang với viên sủi á, con tự nhận nha. Rồi chừng rớt á, rồi con nhận đi. Ừ rồi con vô nhà đi con. Rồi giỏi nha. Ba Văn Nơ hả? Được, rồi anh đeo khẩu trang vô đi. Rồi anh, em có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân á, tặng cho gia đình mình trong mùa dịch. Đây gạo với khẩu trang với cái viên này gọi là viên sủi nha, mình uống cho nó có dinh dưỡng kháng kháng đề kháng. Anh lấy thêm phần gạo đi. Rồi, chúc mình vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ tiếp tục tới nhà bà con khác nha. Bây giờ con có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân á, tặng cho gia đình mình trong mùa này. Cảm ơn em ha. Dạ dạ. Rồi rồi, đeo vô, đeo vô, che lỗ mũi lại, che lỗ mũi lại. Rồi rồi thôi bây giờ mời cô nhận gạo giùm con đi. Dạ dạ. Rồi này gạo đồ của Mạnh Thường Quân á. Em chứ. Dạ, vitamin C, kháng khuẩn á. Dạ rồi, thôi cô vô nhà nha. Dạ dạ. Rồi cô đeo khẩu trang vô nha. Con thì có ít gạo với đồ của Mạnh Thường Quân á, tặng cho gia đình mình. Cô nhận đi. Cô tự nhiên đi, cô không có trao trực tiếp, thông cảm nha. Dạ. Lấy vô dùng. Đối viên sủi nha, nha bà. Cái này á, là gạo với đồ của quà của Mạnh Thường Quân á con. Thì con gửi tặng gia đình mình, không có trao trực tiếp cô không cảm nha. Dạ con mời cô nhận con đi. Dạ cái hộp đó là viên sủi vitamin C nha cô. Dạ dạ, thôi cô vô nhà đi. Rồi cô ơi, cô con mời cô ra nhận hoài cô. Đây là gạo với con có ít khẩu trang với viên sủi vitamin C cô. Dạ con mời cô nhận tặng gia đình mình trong mùa dịch. Dạ. Bây giờ đi xuống đây nữa mà. Một hộ hả? Rồi đi đi. Rồi tiếp tục nha mọi người. Hình như cái khu này dưới đây á, em nhớ là cái tên ta gọi là khu Dò Gà. Có lần em cả năm rồi em xuống đây em có tiếp nước cho bà con á, bằng những cái can, cái can.
can 30 lít đó, em nhớ. Dạ. Rồi, à, em mời anh nhận ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng gia đình đi. Rồi, chúc anh vui vẻ nha. Rồi, rồi, rồi. Ok, bây giờ chạy qua cầu nha. Toàn bộ hành trình này là em chạy một tay không nha bà con. Em chạy xe một tay không nè, cho mọi người thấy nha. Dạ. Thấy không mọi người, em vô tay không, bạn thấy chưa? Rồi bây giờ vô nha. Rồi bây giờ đi bộ rồi mọi người ơi. Bây giờ vô cái nhà của một cái bà cô. Đi không được. Mình đi bộ dưỡng ấp cho nha. Dạ, bữa nay con tới nhà có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân á cô. Cô này có tật ở chân nha mọi người. Thôi con tặng cô với ăn vui vẻ trong mùa dịch này nha. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Rồi con mời bà ra đây. Con có ít gạo với quà nè của Mạnh Thường Quân á. Cô có thể tự ra được không? Tại vì bây giờ giãn cách con không thể nào trao trực tiếp nha, thông cảm nha cô. Dạ. Đây đồ của Mạnh Thường Quân á, cảm ơn Mạnh Thường Quân cái đi. Dạ thôi cô nhận đi cô. Dạ. Con chỉ là người chuyển tới thôi. Dạ dạ thôi cô vô nhà đi. Rồi đây phát sinh thêm một trường hợp nha. Cô ở một mình hả? Cô ở một mình có làm gì sống không? À, cô vô nhà cô có khẩu trang cô đeo giùm con đi. Dạ con có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân á. Con không có trao trực tiếp cô thông cảm con nha. Dạ thôi cô nhận rồi cô vô nhà giùm con đi. À, chúc cô vui vẻ nha. Dạ dạ dạ. Thôi bây giờ quẹo tiếp vô con hẻm nữa. Đường chợ bến 6. Rồi đi thẳng vô đây nha. Nhà chị này bán vé số gì phải không? À mùa này là nghỉ bán vé số nè. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, thì trong nhà này là có một cái chị là trước đây là hành nghề bán vé số á, thì mùa này mấy anh bà con bán vé số đã tạm ngưng rồi, thì khó khăn không có tiền không có thu nhập á. Dạ bởi vì mình đi giúp đỡ là đúng nhà này nha. Bắt 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 bắ
Chị bán vé số bác Lan nghỉ ra chị. Em có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân nè, tặng chị ăn vui vẻ mùa này nha. Dạ chị nhận đi, có cái hộp đó viên sủi vitamin C á. Rồi dạ dạ, thôi chị vô đi. Rồi tiếp tục một hoàn cảnh ở đây. Chú ngồi chú ra đây nhận quà con đi. Con có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng á. Chú cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ thôi con mời chú nhận đi, con không có trao trực tiếp không cảm nha. Rồi chú cảm ơn. Dạ dạ dạ. Dạ. Đây là con đường người ta gọi là đường miễu phải không? Bà con. Thì tại vì trong đây có một cái miễu. Đây cái miễu nè. Thì thường cúng miễu là cúng rằm tháng 2 á. Dạ ấm lâu ở Di Đà Phật. Rồi bây giờ tiếp tục tới nhà bà con khác nha. Lúc này còn bán số không vậy? Số đầu bán. Vậy hả? Nghĩ rồi hả? Bây giờ bữa nay con tới thăm có ít gạo với quà gì sao? Tặng mình ăn trong mùa dịch này nha. Rồi con mời cô nhận đi. Dạ dạ. Có cái hộp viên sủi vitamin C á. Dạ. Cô này á hả? Đem khẩu trang vô ha bà. Chú nhận quà đi chú. Trời ơi. Còn cái áo nào bự hơn không chú? Còn. Vậy hả? Tại thấy mặc áo bự quá. Dạ. Thuốc sủi nha. Ai. Phan em lại anh cái. Rồi đây có gạo của Mạnh Thường Quân anh tặng em nha. Dạ. Rồi chào bà con cô bác nha. Bây giờ gì đứng đó đi, con đi vô chỗ này cái đã. Bây giờ giãn cách là con không có trao trực tiếp được nha. Rồi đây là con có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân á về. Thì con tới gửi tặng gia đình mình. Thôi con mời về nhận con đi. Gì lại gì lại về nhận đi về. Con đứng xa rồi 4-5 thước rồi đừng lo. Rồi. Cảm ơn nha mấy cô. Dạ dạ. Thôi chúc gì. Mấy cô đó. Dạ dạ, chúc gì vui vẻ nha. Giúp đỡ giùm cho mấy người nghèo khổ rồi về. Cảm ơn. Dạ dạ. Bây giờ không có trao trực tiếp được không cảm nha. Rồi cứ nhận gạo đi. Đi ra nhận đi, ra nhận đi. Này của Mạnh Thường Quân gửi tặng á. Cảm ơn mấy cô đã tặng quà cho con. Rồi cầm gạo lên đi. Gạo này gạo Hương Lài á nha.
À. Rồi vậy nha, chúc gia đình vui vẻ nha. Rồi chúc vui mạnh giỏi. Rồi em đeo khẩu trang đi, lấy cái khẩu trang ra anh đeo đi, anh cho em bịt khẩu trang á. Xé một cái ra đeo đi. À, em Tùng này cũng bị bệnh về liên quan tới thần kinh nha mọi người. Mỗi lần lúc trước em cũng tới thăm quay phim đó. Lúc này giãn cách rồi anh không có tới thăm được nha. Chừng nào hết bệnh đi, hết dịch đi là anh tới thăm. Rồi em đi vô, em bước vô chút xíu đi. Bữa nay vậy nè. Thôi anh có ít tiền anh tặng em nha. Có thèm bánh gì mua đồ ăn thức uống nha. Đây anh để không có được, thôi để anh để đây đi. Anh cho em 200.000. Rồi hai em nhận giùm anh đây. Mua đồ ăn ngay nha. Ờ, thôi em vô nhà đi. Dạ, hôm nay con có ít gạo với quà của Mạnh Thường Quân, con tặng cho dì. Dì cứ lại lấy đi, trên xe con nè, con đứng cách xa rồi. Hãy nổi không, hỏi vô nhà đi, con đeo vô nhà cho. Khẩu trang luôn hả? Dạ, con tặng khẩu trang với có cái hộp sủi nha. Thôi dì vô đi, con đem vô cho. À, con để ghế nha vậy. Cái hộp đó là giống như mình bỏ vô nước nó sủi lên mình uống á, vitamin C á vậy. Dạ dạ, uống cho tăng sức đề kháng nữa. Thôi con về nha vậy. Dạ. Dạ thưa bà con, thì đây là cái nhà của hai em Tường với Cường á. Lúc trước em có tới quay phim chia sẻ á bà con. Dạ thì hôm nay em tới thăm nhưng mà không có vô nhà được nha. Em chỉ tặng quà thôi. Dạ. Dạ con mời cô ra nhận quà con đi. Thì con thì nãy giờ con đi con có ít gạo, khẩu trang với 200.000. Thì con tặng cô với hai em Tường với Cường nha. Rồi. Cảm ơn mấy anh mấy chị đã cho mẹ con. Dạ. Như vậy rất là cảm ơn. Dạ thôi cô nhận đi, cô cầm thằng con đi. Rồi, thôi con về nha con. Rồi. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn. Thì hồi nãy giờ em đi luồn ra ngoài ruộng á bà con. Đây em cho mọi người thấy nha. Ruộng đồng mênh mông luôn nha. Thì có một cái nhà này của một đứa cháu. Thì cũng được bà con mình chia sẻ. Đây. Cháu nó tên là Thương. Hoàn cảnh thì thật sự thì em cũng muốn chia sẻ lắm, cũng quay phim lắm, nhưng mà lúc này á bà con mình thông cảm nha, em không thể nào vô nhà trao đổi quay phim được. Dạ. Thì bây giờ em chỉ có thể đưa một số thông tin sơ sơ về gia đình của em đó thôi. Bây giờ em cho quý vị xem cái hoàn cảnh em đó và hai đứa con nha. Rồi đây là hoàn cảnh của... Bây giờ em nói em tên gì đi cho mọi người biết nè. Em tên Thái Hiền Thương. Thương? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi Thương? Dạ em 20. 20 tuổi mà hai đứa con rồi hả? Dạ. Rồi lúc này lo giữ con thì có đi làm gì không? Dạ không anh, tại dịch bệnh này ở nhà em không có làm gì hết. Với lại ở nhà giữ hai nhỏ. À, lúc trước làm gì? Em đi làm lặt quế cho cô Linh ở trong đây. À, lặt quế là mướn á hả? Dạ. Một ngày được nhiều tiền không? Không, em làm cũng được mấy tiếng đủ ăn. Một tiếng bao nhiêu tiền? Một tiếng 10.000. Ờ, một tiếng đầu ngày có 50-60.000 hả? Dạ. Thôi bây giờ làm vậy. Thì nói chung thì anh cũng tính muốn cho chia sẻ nhiều về em, nhưng mà do dịch bệnh giãn cách xã hội á, không thể nào trao đổi được. Bây giờ trước mắt anh có ít gạo nè, anh tặng cho mẹ con ăn trong mùa dịch này.
Rồi à, để anh hỗ trợ cho gia đình mình ít tiền nha. Để có thiếu thốn gì mua sắm đi. Ăn uống ngày nay mai nếu mà hết dịch bệnh thì anh tới anh sẽ quay phim chia sẻ nhiều hơn nha. Bây giờ sao ta? Rồi tiền để trên bàn thiền đi nha bà con. Rồi, để 100 ngàn đây đi. Rồi bây giờ anh tặng gạo rồi em nhận với nhận tiền đi. Lấy đi. Em cũng cảm ơn mạnh thường quân nhiều đã giúp đỡ em trong mùa dịch này. Rồi thôi chúc em với mấy con sống vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Ok, vậy là bây giờ đã hết gạo hết quà luôn rồi nè quý vị. Thì bây giờ sẽ là ý kiến của bạn Bình trưởng ấp chợ Bến nha. Nhân dịp hôm nay cũng đại diện chính quyền địa phương ở ấp chợ Bến thì cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã có lòng hỗ tâm hướng về những cái hộ nghèo cận nghèo ở địa bàn ấp chợ Bến để họ vượt qua cái dịch bệnh hôm nay. Cũng thay mặt chính quyền cảm ơn. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha.